Ủa kìa. Làm cái tàng hình khẩn trương rồi. Rồi, hỏa cầu. Trời ơi. Từ Kazuma. Ok. Để xem này các sếp. Yên tâm, những video về combo dị đấy sẽ lên hết sếp ạ. Hồi nãy vừa mới có Gaku với cả Cloud múc nhau đấy. Sui Lalo cho Kazuma. Lùng bơ tương này. Kinh vào đây cùng với cả Queen. Tiếp tục sưu công thành binh cánh ở bên kia. Ý, lùng đẹp rồi. Một một kia không sợ đâu, lấy được hết. Này thì Queen của chúng tôi này. Ồ nhưng mà có một điều lạ là nay Kazuma đánh ngay đầu tiên luôn. Độc dược để mấy em Ice Golem. Ui, thủ gió ác quá nhỉ. Ăn bom đèn của chúng tôi này. Sử dụng mũi tên băng giá mà tàng hình cho Queen nhà chết. Queen solo cùng nhà chính phải bật gồng nhỉ. Tàng hình trước. Ui. Bên dưới này quản giáo và đã cũng bật kỹ năng dành cho mấy em balloon rồi. Thả đá cũng bắt đầu vào việc. Thêm tàng hình các thứ vào luôn ạ. Có tốc, có tốc. Đúng rồi, bế hết vào đây. 3 sao và chấp bao nhiêu spell vậy? Không chết thả hết luôn rồi. Nhưng mà vẫn đang còn 3 băng với 1 xương đã xài đâu. Chết lại đùa em rồi. Được, đúng là không áp lực về thời gian thì chép lại chấp spell vậy. Rồi, Sui Lalo đơn giản đến từ Kazuma. Một bay cho mở hàng. Giáp Titan này. Sếp nào hôm qua mới bảo vâng lâu ngày không thấy Electro Titan thì đây này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Húp, happy weekend. Cảm ơn sếp rất nhiều nha, sếp bảo ngô nha. Quá 600 vùng. Cảm ơn sếp Bảo Ngô rất nhiều nha. Uầy. Vâng, cuối tuần vui vẻ luôn sếp ơi. Wow, cảm ơn sếp nhiều nha. Giật cả mình luôn. Sếp đẹp trai nhất đêm nay luôn. Ôi, để xem nào. Giáp Titan luôn cho sếp Mandy nào. Để xem, để xem. Không, đi ma chơi lâu rồi chứ, đi ma chơi từ đợt tháng 1 rồi chứ. Ở đâu trước chứ? Ở giải thế giới là bạn bắt đầu học việc rồi. Cảm ơn sếp Bảo Ngô rất nhiều nha sếp nhá. Xe phóng lửa đang múc vào phía trong, baby cũng có. Chập vào, ice go lắm của chúng tôi. Đá vừa tường. Lủng tiếp này. Quản giáo, quản giáo. Ê, quản giáo. Bạn vẫn chưa luôn. Cẩn thận, Electro Titan này còn mỗi bộ xương như thế. Tầm này bắt đầu với gồng quản giáo lên rồi. Cứu anh em ở khu vực trung tâm. Cuồng nộ cái nữa nào sếp. Thực sự rất lâu rồi chúng ta mới thấy lại combo này. Cuồng nộ được quả bằng hợp lý đấy. Những vòng bẫy ở đây cũng khá là nhiều. Còn cả xoáy nữa. Rồi champion sếp ở đâu? Super minion đang bế những kinh của đội bạn. Gồng Queen kìa.
Ồ, một cú gồng quá chậm đến từ người chơi số 2 và đã phải trả giá rồi. Queen thủ nhà đã bao lô luôn. Rồi champion kỹ năng cũng đã bùng. Trời ơi, căng thật. À, sếp Xuân Thọ bảo nhớ giáp Titan này hả? Mình cũng bảo là có một sếp nào đấy. Trời ơi. Vâng, chỉ có một cái cú gồng Queen sai thôi. Mà trận này sếp oẳng rồi. Tiếc quá, tiếc luôn. Cảm ơn sếp Đạt tặng bông nhá. Không kịp được. Thôi xong rồi. Tường nhà số 1 mà còn mềm như thế này thì xong bạn luôn rồi. Bạn xong rồi. Đầu tiên tôi kinh một tường bên này. Đưa xương ra để nhiễu các em. Đúng rồi, không có rễ cây thì lôi la rô ra mà vụt tôi. La rô có xếp đánh hay lắm. Kinh thì rồi, champion vào. Rồi rồi rồi, la va vào luôn rồi. Vâng, đánh nhanh đánh gọn rồi. Một pha bật gồng hợp lý. Gleam nó bay lên có độc nhưng mà né độc đi ạ. Cuồng nộ cho nhục cụm nhà chính luôn không? Không, bạn bắn trước. Và sĩ khi Goblin đang gọi múc ở phía trong được phải. Nhà chính. Băng băng. Come on. Ui rồi ôi, giản hóc nằm hết rồi. Cái gì thế này? Castro của chúng ta quen rễ cây rồi hay sao vậy? Ơ kìa. Vâng, chip quen tay thả rễ cây hết rồi. No, no, no. No. Ui, nhìn phòng thủ mới ở ạc vị trí thứ tư thôi mà trắng phớ đỏ lòm hết rồi. Queen góc 3 giờ đi vô nhiệt tình đấy. Một em balloon ạ. Cũng hợp lý đấy nhỉ. Phóng lửa hỗ trợ cho Queen thôi. Giải này cấm rễ cây xếp ạ. Quay sang bên đây. Đúng rồi. Có một bình nhảy ở cụm phía dưới mà không có Ice Golem, ta một mình thanh niên kinh vác thân mình vào đấy à? Ôi, trông thẳng vào hang cọp luôn. Pháo đầy đá chành ảnh thế kia mà. La lô vào góc hướng 12 giờ. Kinh bật gồng rồi mà lượn đi. Ui giời ui. Nhất người thật. Bế được Ice Golem bật gồng và thấy Roy Champion nó mạnh mẽ hơn cùng phía trên. Super Minion vẫn đang giã tốt đấy ạ. Bịt của nhà chính này. Nét này. Làm cái 3 sao cho nó chênh vênh. Whistler. Ở kia băng cứu Whistler không? Cô hay sao không băng? Một đống spell thế kia mà không xài à? Bạn tính chấp spell à?
cẩn thận lại chênh vênh thật đi chứ. Ngồi tàng hình cứ quý không? Quăng cái độc ra luôn ở cái góc 6 giờ đi đi, lỡ mà có vài con xương trap vào đấy. Rồi rồi, hơn với tỷ lệ phần trăm phá hủy rồi đấy, đừng có đùa. Hơn phần trăm phá hủy trước Navi rồi đó. Bật gồng Queen luôn đi sếp. Đẹp, 10 điểm dành cho bạn người chơi số 1. 5 set 2 động đất. Ôi sai. Giáp Electro Dragon. Uy tín thích nhè. Đấy, sai sai sai. Set ở đâu là set ở đâu? Giáp Electro Dragon cho đi mà. Air Defense bay. Woo! Hai đồng điện mà. Bay ngọt lịm luôn. Nhìn cách nốc bế em đại bàng đơn giản quá nhở. Úi trời. Ui trời ơi. Xét, xét vào pháo này đá không? Pháo này đá vẫn đang còn một nửa máu nữa. Đầu tư anh em phá được Inferno thổi gió góc bên này. Tháp độc dương nữa. Tầm này cứ vô rồi đại bàng thì mất rồi mà. Như vậy là King Queen ở phía dưới góc 8 giờ các bạn này. Bầy rồng thì múa ở phía trên. Giờ này bắt đầu mới điều khí câu chiếm Blim vô. Băng tiếp. Ui rồi, quả Inferno một tia kia nó bắt rất nhiều rồng rồi. Ố hay. Quản giáo cũng hoảng nốt bởi Inferno một tia. Đã phải điều động đến rồi, Champion rồi. Một hit nữa. Ừ đấy đúng rồi, có xoáy, có xoáy. Bịt Edifan và liều thợ xây sao? Cái gì vậy? Ô ô. Rồng xanh. À, hai em vẫn đang còn nhiều máu phết. Được, được. Thế thì bật kỹ năng cho Royal lên là múc thôi. Vẫn lụm thôi, vẫn lụm thôi. Dòng điện đi ma vẫn uy tín các bạn. Xin nhẹ cái bay rồi. 10 điểm. Đấy, có tí dòng điện vào khác ngay. Hợp lý rồi, hợp lý rồi. Quyền trăng và rồng điện, à rồng lửa. Ok. Cái mẫu bay để pháo đầy đá với cả là Inferno chính giữa này. Đi Queen với cả là rồng. Xem có giúp cho đồ mắc không. Vừa cũng đã có này. Bình tĩnh. Đã hết 10 lượt đâu mà sếp cứ lo thắng thua. Phải bình tĩnh. Chào bạn. Này. Rồi, đến lượt nữ tướng tiếp đi theo nữ hoàng luôn rồi. Phòng thủ bên Navi cứng chứ. Các game thủ top là cứ phải như thế này. Phòng thủ cứng, trang bị mạnh. Nhưng bí kíp là giành 3 sao là nó ở đấy. Ý trời ơi.
Tàng hình cứu em Queen rồi. Bơm tiếp quả cuồng nộ nữa. Đó. Quản giáo ơi. Ơ kìa. Bạn liều đấy. Vẫn chưa gồng luôn. Gặp pháo đây đá ở đây rồi này xếp này. Bắn tiếp. Xếp hơi bị liều đấy nhờ. Mặc kệ em Queen bên này. Quản giáo bây giờ mới bật gồng. Cho rồng ăn vào chỗ pháo đây đá. Nhưng một rồng thì khó đốt lắm. Thành niên kinh cũng đã hóa phượng hoàng rồi. Rồi champion bạn cất gành ở đâu ạ? À rồi, rồi champion nãy giờ vâng tả xung hữu đột được cụm phía trong. Giao bánh. Ô. Ui, trang bị cùi lắm. Trang bị của sếp cùi lắm. Này là đánh vượt khó rồi. Này là đánh quá là vượt khó luôn rồi. Rồi, anh em biết cái gì đang diễn ra rồi đó. Alo, alo, alo. Vâng, hơn sao rồi. Xây 87. Ngon ngay. Cloud lại biểu diễn hỏa cầu. Tôi biết hỏa cầu sẽ vào con đại bàng này. Tin tôi đi. Vâng, hình như sếp bê luôn cái combo dị hồi nãy đánh nhà Gaku vào đây rồi. Ê, 3 giờ cho quản giáo. Tin tôi đi. Rồi, rồi, rồi. Phóng lửa. Thế quản giáo ở đâu? À, quản giáo ăn nhà chính à? Ấy chà. Tưởng bạn ăn ở phía dưới đại bàng. Rồi bê luôn combo dị nãy đang đánh dở vào đây rồi. Ô kìa. Ồ. Làm cái tàng hình khẩn trương rồi. Rồi hỏa cầu. Trời ơi. Má ơi, trận này có nó còn đẹp hơn cả trận đánh ở với Gaku nữa. Anh em nhìn thấy nó phá được cái gì không? Tôi còn chưa định hình được là những công trình gì nó đang trước khi hỏa cầu nó kích ra nó còn tồn tại. Bay cả cụm quá ghê thật chứ. Ông nào bảo hỏa cầu đánh kém mời hết vào đây. Vấn đề là kỹ năng thôi. Trang bị người ta cũng như mình thôi mà. Bó tay thật. Đẳng cấp. Làm quả hỏa cầu xong cái bay không còn gì luôn. Sốc thật. Lực lượng là y nguyên như kiểu đánh combo dị. Chép cũng chả muốn đổi làm gì. Đại bàng bế vào. Một chút nữa. Đúng rồi, một chút nữa đại bàng bay hết. Đúng rồi. Đầu tư quả động đất bên kia này. Ôi, hồi nãy sếp còn không xài động đất luôn. Quá ghê. Rồi, băng băng băng. Tận hai băng cơ mà. Xịn luôn. Một trận đánh 3 sao combo dị hỏa cầu quá tốt đến từ Cloud. Ui. Bạn xài hay quá. Color Smart đến từ Canada. Quá hay. 5 liều tự xây à? Ghê thật. Nào đánh hỏa cầu quá kinh. Nào vẫn đang ủi bên kia. Đội bạn không biết còn động lực thi đấu không. Nếu pha này mà 2 sao thì thôi có lẽ là buông luôn thật. Lửng hết bờ tường. Rồi rồi rồi.
Đoạn cắt như thế này là bowler vô khá tốt rồi. Bạn ấy thả tàng hình chứ đâu có phải thả băng đâu. Hồi nãy Cloud thả tàng hình à. Ô, cuồng nộ nhân dính mày xoáy rồi bạn ơi. Hơi đen rồi bạn ơi. Cái này Kazuma đã tính đến rồi. Súp của bowler. Đi qua cái nhà chính không còn con nào luôn. Nhìn là biết tình hình rồi đấy. Nhìn là biết tình hình như nào rồi đấy. Đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi. Chu kỳ buông luôn. Bơm tiếp và cuồng nộ cho Queen máu hơn. Phấn khởi hơn. Tranh vành rồi. Ui giời ơi. Quá là tranh vành luôn trong pha đánh này. Ui giời ơi, Hitler ơi, ơi. Chạy à? Chạy đi đâu em ơi? Hitler bị thịt hết rồi. Chạy không thể kịp được. Mục tiêu em chỉ có tím thôi. Vậy là biết rồi đấy. Đúng rồi, trong cái livestream này thì Cloud dùng cái hỏa cầu hay nhất. Đúng. Hỏa cầu phá hết tất cả luôn. Thật không cần sức. Ôi giời, em Queen đi vào đây gặp ngay ba anh tướng bảo kê. Ba đánh một không chột cũng què. Và rõ ràng là em Queen nằm luôn. Sếp bảo tôi leo top như thế này không phải nghỉ. Quăng hỏa cầu là bên kia thấy run rồi. Ok thì tớ bật lại trận hỏa cầu cho. Nhớ nhắc tớ. Mục luôn này. 500 anh em thả like thả tim các kiểu vậy nha. Một chút nữa đi ạ. Mới chỉ là cái air defense thôi. Kinh vào góc 9 giờ có Queen luôn. Ok bạn ơi. Dùng thanh niên kinh lên. Đúng rồi. Xịt. Xịt nữa. Mất đại bàng nhà. Em Queen cố gắng chạy vòng vào để ăn khu vực nhà chính như thế. Xem đánh giáp la lô cản nhanh lắm đấy. Như vậy là xe phóng lửa cũng đã quyết định bung ra. Nhà chính, nhà chính. Đúng rồi. Vâng, Hitler chết sạch. Dưới này kinh cũng đang đỏ lòm rồi. Phải bật gồng quản giáo kịp thời. Kéo anh em vào. Hồi gió bịt lại. Đúng nữa luôn. Đầu tư thêm cái bằng. Ok. Game nó lại quá dễ đối với ông trùm giáp La Lô. 10 điểm dành cho Star. Quá uy tín. Rồng à. Một nhân bản 3 tàng hình à. Một nhân bản 3 tàng hình có khi lại là Super Minion ở trong đấy. Những câu chuyện Blim này. Tôi nghĩ là Super Minion. Sao mé mé thế nhỉ? Ô hay rồi, xong 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 xong. Ai gì cung rồi, ai gì cung rồi. Ôi bạn ơi, bạn tính là Super Minion sẽ ăn nhà chính pháo đầy đá với cả cụm phía trong. Nhưng cuộc sống nó không giống cuộc đời. Bây giờ ấy, nhà chính thì còn chảy ngành nó đấy mà lính clan thì hết trơn.
Ca này vui đó. Và như vậy đó bạn, quyết định dồn rồng vào đây rồi. Bạn dồn rồng vào đây cho đỡ chênh vênh rồi. Bởi vì bạn đảm bảo 2 sao. Đấy là cái chắc. Ôi giời ơi, giấy bạn ạ. Trời ơi. Vâng, việc đặt được cái xoáy ở cái hướng này là cũng hay đấy. Hồi nãy đấy là mi super minion không vô, chứ vô là cũng dính xoáy rồi. Đúng không anh em? Dính được đường đi quân của người khác mà luôn, chứ đùa đâu. Gắt. Mất queen không? Kinh 95 đỏ lòm và quyết định phải bật gồng rồi. Hoàng giả cũng vừa bảo kê cho loạn rồng bay lên phía trong. Bịt nữa đi ạ. Còn cứu được không? Đội gaming có thể dùng thẻ nhân đôi sao ạ? Vậy là kết thúc rồi đúng không? Vậy là cất ca đổ xuống sông. Rồi champion bật quả gồng nữa, lê lết nốt. Vâng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ôi, nỗ lực lắm rồi. Thôi, cái này thì có thực lực mà thua thì còn tiếc, chứ còn như thế này thì bình thường thôi. Thôi cố gắng làm gì nữa sếp. Bây giờ thêm 1% thì cũng đâu có ăn đâu. Ê, cố làm gì. 82% dành cho sếp. Và xin chúc mừng chiến thắng đến từ Navi với tỷ số áp đảo 14-11 trong tối ngày hôm nay. Anh em nào mà múc vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi mà bị lỗi quốc gia cần tư vấn cái khắc phục, nhớ tham khảo trong bio TikTok của tớ để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia nhá. Sếp là tự nạp được rồi thì anh em hãy nhớ bấm vào chữ C ở góc trên bên phải màn hình. Anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Super Sale sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn các sếp rất nhiều về điều này nhá. Còn bây giờ thì chúc anh em ngày mới thật là tốt lành. Bye bye.